Trong ngày hôm nay, một số hộ dân có tư tưởng tích trữ thực phẩm để phòng ảnh hưởng của bão số 3, nhất là thịt cá và rau tươi. Tuy nhiên hiện nay, các mặt hàng này tại Hưng Yên vẫn còn nhiều. Vì vậy, nếu mọi người đổ xô tích lũy sẽ tạo ra cơ sốt ảo, đẩy giá các loại hàng này lên cao. 14 giờ 30 phút chiều, thời điểm này mọi ngày là lúc các tiểu thương bắt đầu chuẩn bị cho phiên chợ chiều thì lại đông đúc người mua. Những gian hàng vốn phải đầy ắp thực phẩm chuẩn bị cho buổi chợ chiều thì nay hoặc đóng cửa hoặc còn lưu thưa một vài món hàng. Những gian hàng còn mở bán thì tấp nập người mua. Tất cả chỉ bởi nguyên nhân tích trữ thực phẩm khi bão số 3 đổ bộ. Cô phải chờ tí thịt con nữa con nhé. À, hôm nay thì bán được nhiều, chạy hàng, bây giờ tôi hết sạch rồi này. Hôm nay thì mổ thêm được 2 con là 5 con. Ngày mai vẫn chưa làm bình thường. Cứ ăn trong ngày rồi, mua tiếp, mấy ngày sợ không mua được. Bão không bán hàng. Hôm nay thì hết sạch, có người trong chuồng, còn con nào làm hết. Mười mấy, 20 cây thay gà hết. Dân sợ bão đi đông lắm. Mỗi ngày tầm khoảng 6 giờ, 6 giờ, 6 giờ, 7 giờ. Tối, mới hết hàng. Hết xanh rồi còn đang đợi gà về. Tại chợ Phố Hiến, chợ gạo, một số loại thực phẩm như các loại thịt cá, rau xanh, sức tiêu thụ lớn, giá tăng từ 5 đến 15%, nhất là với rau xanh, có loại tăng giá gấp đôi. Người dân đổ xô tích trữ thực phẩm khiến thị trường mất cân bằng. Người cần thì không mua được, người lại phải mua với giá cao. Và hệ quả là đã có những tranh cãi xảy ra. Thịt 170 là không lấy đâu. Thôi không. Mọi thứ nó đều lên giá đấy. Chắc là vài một mất vài hôm bão thì thôi. Thói quen của người dân nó cứ như thế, cứ hơi có vấn đề gì cái là họ cứ dự trữ thực phẩm đâm nó cứ đẩy giá lên. 9 giờ là không còn một cái gì hết. Cô đi muộn cô phải mua cái mớ rau muống bình thường có 5.000 mua phải mua 8.000. Giá lên là 10.000 một cân. Phần lớn các tiểu thương tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên như chợ Phố Hiến, chợ gạo, chợ Hiến Nam cho biết họ đã chủ động về nguồn cung cấp, dù mưa bão thì vẫn có đủ hàng hóa đưa ra thị trường. Do vậy người dân không nên tích trữ thực phẩm để tránh tình trạng bị đội giá lên cao.